Thưa quý vị, theo nhận định của ngành hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Đà Nẵng vẫn đang gặp nhiều khó khăn bởi một số nguyên nhân khách quan. Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong 7 tháng qua. Hiện Cục Hải quan đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, từ đó góp phần tăng khả năng hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023 do Bộ Tài chính giao. Theo cơ quan hải quan, nếu tính cùng thời điểm năm 2022, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hơn 3.000 tỷ đồng, thì năm 2023, khoản thu này chỉ đạt hơn 1.400 tỷ đồng, giảm gần 54%, tương đương giảm 1.647 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cái lượng hàng hóa của qua cảng Đà Nẵng là nó giảm sút khoảng tầm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách thì chi cục được giao là 4.260 tỷ trong năm 2023. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thu được 32%. Kết quả sụt giảm của số thu không nằm ngoài diễn biến xuất nhập khẩu của cả nước nói chung và địa bàn Đà Nẵng nói riêng. Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, trong nửa đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu qua đơn vị đạt trên 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 788 triệu đô la Mỹ, giảm 22%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế chỉ đạt nửa tỷ đô la Mỹ, tức giảm gần 27% so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng chủ lực có xu hướng giảm so với cùng kỳ như linh kiện điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô nguyên chiếc, vải và phụ liệu may mặc, phụ liệu sản xuất giày dép. Và với kết quả đó thì cho thấy tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do cái tình hình kinh tế thế giới chậm phục hồi, cái lạm phát còn tăng cao ở một số quốc gia, nguồn cung khan hiếm, sức mua nó giảm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam. Ngoài ra, một số nguyên nhân nữa làm cho số thu ngân sách lĩnh vực xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các chính sách hoàn thuế theo Nghị định 101 năm 2021 của Chính phủ, vì thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do EFTA, v.v. Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức và yếu tố tác động đến kết quả thu ngân sách hiện nay, cơ quan hải quan đang tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, thì Cục Hải quan tăng cường triển khai có hiệu quả quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, chủ động thăm hỏi và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời thì Cục Hải quan cũng đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung triển khai cái chuyển đổi số, thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại hóa công tác kiểm tra giám sát để tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa được nhanh chóng. Ngoài ra, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành hải quan cũng thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu thuế qua công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế qua công tác thanh tra kiểm tra, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về thu nộp thuế, miễn giảm hoàn thuế, rà soát các trường hợp sử dụng hàng hóa không đúng mục đích, không chịu thuế, miễn thuế, hoàn thuế để kịp thời ấn định thuế.